Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn top 5 loài động vật thú vị và kỳ lạ nhất Việt Nam. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Con vật đầu tiên đó chính là cá nóc nước ngọt. Cá nóc thì các bạn biết là nó có rất là nhiều loại, từ 100% nước ngọt cho tới nước lợ và nước mặn. Nổi tiếng nhất là cá nóc da beo. Trên người của nó sẽ có những cái đốm trắng trắng giống như là con báo. Cái này hơi ngộ, phải giống con beo chứ, giống con báo. Đây là loài cá hung dữ, nó không có thích hợp để mà nuôi chung với những cái dòng cá khác, đặc biệt là những cái dòng cá mà nó bơi chậm và có cái tính tình nó hiền lành. Bởi vì cái tập tính của cái dòng cá nóc này á, là nó thích rỉa cái vây các bạn, rỉa người ta vậy đó, và nó tấn công những cái dòng cá khác luôn. Thức ăn của cái dòng cá này khá đa dạng, tôm và ốc chính là cái nguồn thức ăn chính ở trong thiên nhiên. Trong cái trạng thái mà thoải mái á, thì cái con cá nóc này nó trông rất là ngầu, nó giống như là một con báo săn mồi ở dưới nước vậy đó. Và khi mà nó bị tấn công hoặc bị đe dọa thì nó có một cái cơ chế này rất là hay, tức là nó sẽ bơm cái khí nó qua cái mang. Cái mang nó phải phình to qua như quả bóng, thì những cái con cá khác á, nó sẽ cảm thấy hoang mang lo sợ, nó không hiểu chuyện gì xảy ra và nó sẽ khó tấn công con cá nóc này. Cá nóc có độc trong nội tạng, da, cơ bụng, túi tinh, và đặc biệt là ở trong trứng cá có rất là nhiều độc. Nhìn chung á, thì loài nào nó cũng sẽ có độc từ nhẹ cho tới mạnh. Và các bạn biết ở bên Nhật Bản á, có cái món gọi là sushi cá nóc. Để ăn được cái món này á, thì không phải ai cũng ăn được các bạn. Ngoài có tiền ra, các bạn phải có đẳng cấp. Và cái người đầu bếp sản xuất ra cái món sushi cá nóc này á, phải đạt tới cái tầm nghệ nhân thì mới có thể được phép chế biến món này một cách an toàn. Và có điều này hết sức lưu ý luôn nha các bạn. Lưu ý giùm mình điều này, lưu ý. Đó là không nên tự ý chế biến cá nóc tại nhà để làm món ăn, để nhậu, để này, để nọ. Bởi vì các bạn biết là chỉ cần một giọt nọc độc của cá nóc thôi, có thể đưa hàng chục người về ngắm gà khỏa thân mà ăn chuối không luôn á. Xin vĩnh biệt. Con vật thứ hai cũng hết sức kỳ cục, đó chính là con cá thòi lòi. Nghe cái tên là thấy tứ tiếu rồi. Cái con cá thòi lòi á, thì được Tổ chức Sinh vật của Thế giới á, xếp vào dạng là một trong 6 cái loài sinh vật kỳ lạ nhất hành tinh. Con cá thòi lòi có con mắt lòi ra như là mắt ếch, và chúng có thể di chuyển dễ dàng ở trên cạn bằng hai cái chi trước các bạn. Con cá mà có thể đi bằng hai cái chi trước ở trên cạn thì phải nói là quá là kỳ dị rồi. Nhiều người lầm tưởng nó là một cái loài lưỡng cư, có thể sống được cả trên cạn và dưới nước, nhưng thật ra nó là loài cá sống ở dưới nước nha các bạn. Cá thòi lòi nó sống chủ yếu ở những cái tán rừng ngập mặn, ở những cái bãi bồi ở mũi Cà Mau. Không có cần phải xuống tới Cà Mau đâu các bạn, chúng ta có thể qua cái làng bè Long Hương ở Bà Rịa, hoặc là qua bãi biển Cần Giờ là chúng ta cũng đã gặp được cá thòi lòi rồi. Con cá thòi lòi này nó có thể sống trong cái môi trường nước mặn và nước lợ, nhưng mà cái môi trường phù hợp nhất, thoải mái nhất, happy nhất của nó chính là nước mặn. Nó có cái cấu tạo cơ thể đặc biệt giúp cho nó có thể leo được cây luôn. Vẫn như thế mà nó còn truyền từ cành này qua cành khác một cách rất là điêu luyện. Trong nhân gian của mình á, người ta hay ví những cái việc khó thể xảy ra theo cái hướng là vui vẻ châm biếm á, thì người ta có một cái câu gọi là con cá biết leo cây. Tuy nhiên là con cá thòi lòi này thật sự nó biết leo cây nha các bạn. Chẳng những nó biết leo mà còn leo rất là giỏi nữa. Để bắt con cá thòi lòi này á, người ta dùng cái phương pháp là thục hang. Thục đây tức là đào hang. Hoặc là người ta sẽ cắm câu vào ban ngày, hoặc là chiếu đèn vào ban đêm. Và con cá thòi lòi này nó rất là dễ bị thôi miên. Khi mà ngư dân người ta chiếu đèn vô mắt nó đó, là nó bị đứng hình luôn các bạn, nó bị đóng băng luôn. Lúc đó chỉ đưa tay bắt thôi, rất là dễ dàng. Cũng ở Cà Mau luôn, có một cái món đặc sản gọi là chứ danh luôn, đó chính là con khô cá thòi lòi, và rất là quý hiếm nha các bạn. Con cóc là cậu ông trời, nếu ai đánh cóc thì trời đánh cho. Cái nhân vật số 3 này nghe thôi chúng ta đã biết rồi, đó là con cóc tía. Nó xuất hiện trong những cái chuyện cổ tích của Việt Nam, giống như là cóc kiện trời. Nội dung của câu chuyện này nhắc lại sơ qua, tức là con cóc sẽ thay mặt cái dân làng đi lên cung đình á, xin ông trời làm mưa. Và ông trời đã ban cho nó một cái năng lực, đó là báo hiệu khi nào mà ở dưới trần gian cần mưa bằng cách là nghiến răng. Nhưng mà cái thời ngày nay các bạn, mình thấy rất là nhiều người thành cóc. Nhậu về một trận là như ngủ nghiến răng, nghiến nhà mầm luôn, nghiến nhà hàng xóm còn chịu nổi nữa mà. Có cái câu thành ngữ cũng rất là quen thuộc, đó là gan cóc tía. Ý muốn nói ở đây là con cóc nó rất là gan dạ, rất là tự tin. Nó có thể lên cung đình và nó điêu với ông trời. Chẳng những thế mà nó còn điêu thành công, điêu có lời nữa kìa. Cóc tía sống trong các vùng đầm lầy nước ngọt, ao, hồ, kênh và những cái vùng đất ẩm. Cóc tía ăn các loài côn trùng và những cái loài mà không có xương sống. Và điều đặc biệt ở hình thể là con cóc tía nó có những cái hốc mắt hình tam giác và không có màn nhĩ các bạn. Mặt lưng của cóc tía thì nó có màu đồng thau và màu xanh lá. Trên lưng của nó có những cái đám mụn cóc rất là nhiều, nhìn nó rất là ghê sợ các bạn.
và trên những cái đám mùn cốc nó có những cái lỗ nhỏ chứa những cái dịch nhựa, thì đây chính là cái tuyến nọc độc của cốc tía. Trên cái dãy Hoàng Liên Sơn á, thì có một cái quần thể của nó sinh sống chung ở trên đó. Nơi cư trú của chúng thì ngày càng bị thu hẹp, cho nên chúng có xu hướng là chuyển dần lên cao trên 1900m. Và do cái việc mà khai thác rừng quá mức đã dẫn đến cái khu vực sống của chúng bị suy giảm trầm trọng, cái số lượng cá thể nó cũng bị giảm theo. Khi gặp kẻ địch tấn công thì con cốc này nó rất là dũng cảm các bạn, nó không, nó là ghe cốc tía mà, chứ đâu phải là dân thường, nó là dân thượng mà, dân chơi trên mà, nó không chơi dưới này, cho nên là nó không hề bỏ chạy các bạn ha. Nó sẽ đứng yên lại luôn, coi mày làm gì tao, và nó sẽ cong người và cong cái chân nó lên, hoặc là nó sẽ nằm lật ngửa cái bụng nó ra để phơi bày cho kẻ thù nó thấy là cái bụng tao rất là màu sắc, coi như chơi xả láng cho tụi bay luôn. Và nó mang một cái ý nghĩa để cảnh báo những cái kẻ thù của nó rằng tao có độc đó, mày đụng vô tao là thấy con chuyện đó. Khi mà chúng ta có vô tình gặp cốc tía ngoài đường thì mình nghĩ là cũng rất là dễ gặp thôi, tại nó cũng rất là nhiều, nhất là đang là cái mùa mưa nè. Tốt nhất là mỗi người một nơi ha, không ai gây tổn thương cho ai hết. Bởi vì nếu các bạn tò mò tấy mấy, các bạn bóc vô con cốc á, thì có thể là những cái nọc độc ở trên da của nó, trên những cái nốt á, nó sẽ dính vô tay các bạn, có thể nó sẽ gây ra những cái dị ứng. Hoặc là khi các bạn dùng cái tay đó bạn bóc vô đồ ăn á, thì những cái vi khuẩn, những cái chất độc nó sẽ truyền qua cái đồ ăn. Cái nhân vật thứ tư vô cùng kỳ lạ đó chính là con rắn giun. Thì đây là một cái loài rắn thực thụ, tuy nhiên nó có hình dáng bên ngoài như một con giun, và chính vì những cái tập tính sống ở trong đất cho nên là cái cặp mắt của con rắn này nó bị thoái hóa, nó còn như là hai cái chấm đen thôi và hầu như là không có một cái tác dụng về mặt thị lực. Chính vì vậy mà ở một số nơi người ta gọi tụi nó là con rắn mù. Rắn giun có ngoại hình rất là giống con giun, chính vì vậy mà nó rất là dễ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên rắn giun nó có da màu đen bóng, và khi nhìn dưới ánh sáng thì chúng ta sẽ thấy cái da của nó có cái độ óng ánh. Rắn giun nó cũng có một cái lưỡi dài và chẻ, đặc trưng của một loài rắn. Nó thích sống gần ở những cái nơi có gỗ mục nè, đất ẩm nè, ở gần những cái tổ mối, tổ kiến, và người nông dân rất là dễ dàng bắt gặp cái dòng rắn giun này khi mà người ta cứu đất ở trên đồng. Dù kích thước của chúng rất là nhỏ bé, nó cũng là nỗi khiếp sợ của rất là nhiều người. Trong nhân gian của chúng ta có đồn đại rằng đây là một loài rắn cực kỳ độc, và khi nó phập phải chúng ta thì có khả năng đâm xuất luôn. Tuy nhiên trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại, người ta đã xác định được rằng đây là một loài rắn hoàn toàn vô hại, bởi vì miệng của chúng quá bé, không hề có răng nanh, cũng không hề có nọc độc, bởi vì chúng không cần phải săn mồi, mà cái thức ăn chủ yếu của chúng chính là trứng kiến và trứng mối. Chúng có thể nếm được không khí, đánh hơi được mùi của các loài sinh vật khác, tìm được cái đường đi dẫn đến cái nguồn thức ăn. Rắn giun là một loài sinh sản đơn tính, tức là chúng không có con đực. Tất cả các cá thể được tìm thấy ở trong tự nhiên đều là con cái hết. Cái con cái này nó sẽ đẻ trứng, và cái con non nở ra từ cái trứng đó cũng là con cái luôn. Chúng sẽ đào đất và nó sẽ làm cho đất nó tơi xốp, màu mỡ, thoáng khí, có lợi cho cây trồng. Cuối cùng thì cũng có một anh bạn bò sát của chúng ta, đó chính là con tắc kè bay đốm. Con thằn lằn này thì được tìm thấy ở rừng rậm Đông Nam Á, là một bậc thầy về ngụy trang và dành phần lớn thời gian của mình trên các ngọn cây. Mặc dù nó có một cái tên đầy màu sắc, tuy nhiên cái con tắc kè này nó không thật sự bay được. Thay vào đó thì nó sẽ nhảy từ cái cành này qua cái cành khác nhờ vào những cái vạt da thừa nằm ngay cái vùng nách này các bạn. Giống như chị em phụ nữ mình có một cái kiểu áo gọi là áo dơi vậy đó, nó sẽ bung ra và gần như là nó lượn hơn là nó bay. Và nó còn có khả năng đặc biệt là nó điều chỉnh được cái quỹ đạo để đưa nó đến được cái nơi mà nó cần đến. Về ngoại hình thì tắc kè bay đốm được bao phủ bởi những cái đốm màu nâu, đen hoặc là rám nắng. Việc phân bổ cái màu sắc nó rời rạc tạo cho nó có một cái vẻ ngoài rất là tự nhiên. Nhìn từ xa thì những con tắc kè bay này nó giống như những cái mảnh vỏ cây vậy đó các bạn. Mình đã nói nó là bậc thầy về ngụy trang mà. Những cái con tắc kè bay sẽ có kích thước chiều dài khoảng từ 10 cho tới 20cm đối với con trưởng thành. Và hầu hết bọn chúng sẽ tìm một cái nơi ẩn nấp ấm cúng để ngủ, chờ tới khi mặt trời lặn. Thì đây là cái loài mà hoạt động vào ban đêm. Đối với những người sợ thằn lằn thì con tắc kè bay có thể là một cơn ác mộng. Nhưng mà đối với những người yêu thích bò sát thì đây là một cái nhân vật đặc biệt, bởi vì không phải con bò sát nào cũng có thể bay được đâu. Và vừa rồi là top 5 những con vật thú vị và kỳ lạ nhất Việt Nam mà mình đã tổng hợp được. Bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều những con vật có những cái tính cách và hình thù kỳ dị khác mà mình sẽ gửi cho các bạn trong những video clip lần sau. Đón xem!